ơi, một cái đầu của con khủng long Spinosaurus. Nó đang ăn tất cả những con khủng long bé hơn này các bạn ơi, ha ha. Đây là những món đồ chơi của mình, còn đây là cái rổ mình đã chuẩn bị sẵn nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đây những là món đồ chơi gì nha. Trong cái bộ đồ chơi hôm nay có một con hươu cao cổ luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ vào đây rồi để xem. Terizinosaurus có là đẹp nha các bạn ơi. Oh my god, Chasmosaurus. Nó cũng đang bị con Spinon thịt luôn này các bạn ơi. King Kong, con King Kong này màu đen luôn nè các bạn. Con gấu trúc đang chui vào miệng của con Spino. Stegosaurus, to lắm nha. Và đây một cái đầu của con Spinosaurus này các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn coi nha. Các bạn nhìn thấy chưa, còn rất nhiều đồ chơi nha. Bây giờ mình sẽ đi lượm hết những món đồ chơi này lại nào. Một con khủng long bạo chúa phiên bản mini. Gì đây các bạn ơi. Một con khủng long màu kiếm Parasaurolophus. Còn rất là nhiều luôn nè các bạn ơi. Con khủng long Pachycephalosaurus. Còn rất là nhiều luôn. Dilophosaurus, phiên bản khổng lồ trưởng thành đây là các bạn ơi. Gì đây, Stegosaurus. Vẫn còn các bạn ơi. Đây là một con voi. Cái tai nó to chưa. Rồi mình sẽ kiếm tiếp nha. Có con Triceratops đang đứng ở đây nè các bạn ơi. Mình đã có được rất nhiều đồ chơi rồi này các bạn ơi. Một con King Kong. Con King Kong này đẹp quá các bạn ơi. Rồi để xem nha. Oh my god, nhìn này các bạn ơi. Rất nhiều đồ chơi, ha ha. Bên trên chấp có một con khủng long Vastatosaurus đang đứng này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thử ra xem nha. Đây con khủng long Vastatosaurus đang đứng trên chốc những con khủng long khác. Rồi bỏ rổ nào các bạn ơi. Rồi tiếp theo Spinosaurus. Mosasaurus. Mega Lodon. Indominus Rex. Pachycephalosaurus. Đẹp quá nè các bạn ơi. Taichania. Vẫn còn rất là nhiều đồ chơi. Và cái rổ của mình cũng nhiều quá rồi nè các bạn ơi. Một con Brontosaurus. Quá là đẹp luôn. Carnotaurus này các bạn. Nhiều quá các bạn ơi. Dilophosaurus luôn này. Còn rất là nhiều luôn. Dimetrodon. Miragaya. Dinosaurus, ở đây mình có một con Dimetrodon này các bạn ơi, nó há miệng luôn này, ha ha. Rất chi tiết này các bạn ơi, bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn nha. Các bạn nhìn thấy chưa, những món đồ chơi của mình ngày hôm nay thế nào. Đó, Dilophosaurus phiên bản còn bé này các bạn ơi. Ankylosaurus, đây là con gì các bạn biết không? Keratosaurus. Chasmosaurus. Oh my god, cái rổ của mình hết đựng được nữa rồi các bạn ơi, mà mình vẫn còn nhiều đồ chơi lắm này. Doraquosaurus. Cuối cùng mình còn một con khủng long Triceratops. Delta Triceratops này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đem cất những món đồ chơi này nha.